Vô. Hàng rất khác. Berry on it. Vendor không có, không có. Má anh bật lên đây anh hết hồn luôn. Đây là mà gì không? Gì đâu, anh chẳng biết nữa thì biết gì quá dài. Này em cái phía dưới này nó giống cái bồn. Bên trên này thì giống Javelin với lại Storm. Bề dày giống tông. Thì chắc thì cái này nó giống Javelin nhiều nhất về kích thước. Thật sự nó bằng lúa. Javelin thì cái này nó trắng, còn cái này đen. Trông có vẻ khó chơi hơn. Đây là cái phải. Với lại anh có micro USB và tổng giác tai nghe 3.5 lít. Bên này Javelin thì cái tai nghe ở bên tay phải, cái nút volume bên tay phải, USB bên tay phải. Còn bên Onyx thì micro USB bên đây, tai nghe bên đây. À, phía bên phải vẫn còn nguyên. Đây cái nút để móc máy khỏi lớp. Bên tay phải thì có nút tăng giảm volume và nút chụp hình. Cái bàn phím của Onyx tương đối giống với bàn phím của Bon hơn là bàn phím của Javelin. Onyx thì là 3G trong khi Javelin thì chỉ có 2G. Đây, thấy phía sau có nhiều thay đổi. Đây, camera vẫn 3.2. Là loa. Đèn nắp. Pin của Onyx giống pin của Bon to 1500 mAh, trong khi của Javelin chỉ 1400. Đây có khay để thẻ nhớ rất buồn cười. Khay để thẻ nhớ. Câu á. Đứng máy là bóp treo lên được. Cái con mà Gemini con 8520 á, con nó gì ta, yếu hơn con dao đi rồi, có hình yếu rồi, nó cũng chỉ có 2 người, không có 3 người. Cạnh này nó vát, vát tương đối đẹp, nhìn có vẻ chắc chắn hơn. Hai nút bên trên vẫn giống của Javelin và Storm. Loa thì từ phía trên chuyển ra phía sau. Microphone trong con mới này. Yeah, Sony chạy.